Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì em lên cho các anh ở đây là một cái bộ dàn nghe nhạc phối ghép giữa con Onkyo mã là con FLB8 với cặp loa DSX7 của Onkyo các bác nhé. Dòng nghe nhạc bolero rất là hay. Nhạc vàng như bolero rất là tuyệt vời của Onkyo nhé. Đấy, con này thì là nó có thể kết nối điện thoại máy tính, kết nối đường quang TV nghe nhạc được đầy đủ. CD em test này vẫn còn đọc các bác nhé. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi kỷ niệm ngày mình bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiêm bao, hết những ước mơ lệ tuôn gót nhỏ, đêm dài dần dần nhớ. Cuộc đời từ đây ô buồn ngang trái, để mình anh đắng cay, em nhớ hay chăng. Đấy, các anh nghe các bạn thấy không? Trung hợp rất là sáng và cái tiếng bass nó đánh rất là mềm và sâu đúng không? Chép sáng. Dàn về thì đây, loa càng còn đẹp này. Tất nhiên đây là hàng bãi hàng cũ thì có thể nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu, nó không tránh được rồi. Nhìn tổng thể nói chung là Ekang còn ok, loa còn ok nhá, loa cục còn ok luôn. Ok không ạ? Bộ này thì nó có chiều đây, nó có tổng kích thước như sau này. Này, chiều ngang của cả bộ dàn là 45, cả bộ dàn đi sâu là đi 35 và chiều cao là theo loa là 27 cm nhé. Đường kính loa bát là 13 cm, loa màng giấy gân cao su đó. SX7 kết hợp với loa với cục Onkyo FLB8 nhé. Cái con này thì CD em test là vẫn đọc này. Cái đĩa này đây. Có chờ thì em lấy cái đĩa đây. CD này thì em test thêm nữa nhé, em không có bao chạy CD đâu, em bán chủ yếu là bao chạy công suất với cả cắm được quang TV nghe nhạc thôi. Còn cái này thì ít người dùng rồi, test thêm cho các bác để các bác nào cần có CD thì lấy những con bộ mà đọc CD nhá. Những cái bộ này sẽ có những bộ về đọc mà CD, có những bộ về đọc không đọc CD nữa rồi. Thì bộ này còn đọc thì các bác về có thể dùng. Đấy, dùng CD, đấy, khi nào CD nó hỏng mình bỏ thôi nhá. Ok nhá. Còn về cái MD thì MD thì mới là đây. Còn đọc không đây? Con này đường quang TV thì các bác cắm ở đây nhá. Cắm phía dưới cho em nhé. Cắm cổng đen nhé, cổng trắng, cổng out các bác nhá. Cổng đen là cổng in này. Đấy.
con này thì mới đây các bạn không đọc rồi. Cũng khá là lâu mà nó không đọc được đĩa thì chắc là nó không đọc được. Có hai trường hợp xảy ra là một cái đĩa MD này nó cũ quá nó không đọc, hay là có thể MD không đọc, nói chung là đã không đọc nhé. Thì em test là không đọc, không đọc. Còn bây giờ là đường quang này, mình ấn chuyển input sang đường digital nhé. Đấy, sẽ có đường quang ra này. Vì đời mà đi. Do linh đó giặc về làm phân xanh cây lá play mê gió mưa mùa tây ninh nắng nung người mà trần địa thì loang mau. Ok nha, thì đấy là bộ dàn B8 này. Đấy, thì giá của bộ này là đi 1.900.000. Bác nào mua alo cho em nhé, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của anh em.